Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các anh em. Chú bác xin chào mọi người. Làm cái video hướng dẫn mọi người cách chọn vị trí tiêm cho heo nái, hay là cho heo trên bất kỳ con heo nào. Đây, con heo này anh em mới để hôm qua, anh em sẽ tiếp tục tiêm Amox và tiêm để cho nó tiêm oxytocin này. Tiêm oxytocin cho ngày hôm nay là để giúp nó đẩy sạch những cái rau lên bản cho người nốt nó ra. Còn tiêm Amox chống kháng viêm nhé. Đây em sẽ hướng dẫn người cách chọn vị trí tiêm nó phù hợp. Nó đúng. Đây mọi người ạ. Cách chọn vị trí tiêm này. Vị trí tiêm này ở dưới này nó sẽ là mỡ nhiều hơn và trên này nó sẽ là bắp thịt. Tiêm thì mình sẽ tiêm bắp thịt. Mình chọn như thế nào? Đây mọi người chia đôi cho em là giữa cái tai này, đây dọc đây cái đầu gân xanh thôi. Chia đôi ra. Rồi. Đây, cái này như em kể ra. Đấy, kẻ một cái đường. Chia đôi ra như thế này. Nha. Chia đôi ra. Đó. Thì vị trí tiêm của mình sẽ là vị trí nào? Nếu mà tiêm ở C bên vào vùng bên dưới này thì nó sẽ là mỡ nhiều hơn. Đây nha mọi người, chú ý cho em này. Cách từ cái tai này ra khoảng độ 10 phân. Đấy. Ở dưới này là phần mỡ này, trên này là phần bắp này, thì mình sẽ tiêm bắp thịt này. Đấy, cứ giữa tai mọi người kẻ em một đường thẳng này, cách 10 phân. Rồi, rồi. Đây sẽ là một vị trí tiêm này, cách giống ngang này. Rồi giống cộng và mình sẽ tiêm vào cách xung quanh cái vị trí này. Đó. Đó. Rồi. Cách khoảng 1-2 phân và cách lên trên khoảng từ dưới 1-2 phân. Đấy. Cứ lấy một cái đường ở giữa tai ra nhé. Sau đó cách 10 phân mình sẽ tiêm. Đấy, bây giờ em sẽ lấy thuốc để tiêm nhé. À, mọi người rất tiêm cho em đúng vị trí này, khoảng 3 vị trí này là rất chịu chuẩn xác. Rồi, rồi em sẽ lấy thuốc. Đây là thuốc Amox nhé. Cảm ơn nhé. Rồi. Mình lấy thuốc làm sao mình cố gắng không đả cái bọt khí ở trong này nhé. Nhớ hết bọt khí đi. Rồi. Bọt khí là mình tiêm nó sẽ bị áp xe. Khi tiêm mình không tiêm như thế này nên không có lợn nó đứng lên nó vặn thì mình rút kim không kịp thì nó gãy tay, mình sẽ đưa qua lên trên này, lên trên này. Rồi như vị trí em vừa đánh dấu là đấy, cách mời con trên cái đường thẳng giữa tay ra tiêm. Thì mỗi một vị trí tiêm thì mình nên tiêm khoảng 10C thôi. Rồi, còn 5C thì em sẽ tiêm tay bên này. Rồi, đưa tay ra. Con lợn này nó đang hôn, khi nó hôn như này. Đó, con lợn nó hung hăng thế, cứ thỏ tay ra. Nó sẽ mình xuống ra. Xin chào tất cả mọi người nhé, đó là cái cách chọn vị trí tiêm nhé.